Theo báo Công an Nhân dân sáng 29 tháng 9, thông tin từ Công an huyện Yhleu, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức truy tìm một đôi nam nữ gây ra vụ cướp giật ở một tiệm vàng trên địa bàn. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 15 phút chiều 28 tháng 9, một nam thanh niên điều khiển xe máy không mang biển kiểm soát, chở theo một phụ nữ đến trước tiệm vàng TD ở thị trấn Yhleu, huyện Yhleu. Tại đây, nam thanh niên ngồi trên xe máy ngoài đường chờ, còn người phụ nữ vào bên trong tiệm vàng hỏi mua vàng. Sau khi được chủ tiệm vàng đưa cho năm chỉ vàng 4 số 9, đối tượng nữ này giả vờ cầm lên xem. Lợi dụng trong lúc chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng nữ liền cầm số vàng chạy ra xe máy người đàn ông chờ sẵn rồi cùng nhau tẩu thoát. Qua công tác điều tra, Công an huyện Yhleu đã thu thập được đặc điểm của hai đối tượng liên quan đến vụ cướp giật tài sản. Cụ thể, đối tượng nữ có dáng người to mập, đội mũ bảo hiểm màu đen, khẩu trang màu xám, áo khoác thun màu tím, quần dù màu đen viền màu cam, đi dép tổ ong màu vàng. Đối tượng nam đội mũ bảo hiểm màu trắng, khẩu trang màu xám, quần dài và áo dài tay màu đen, điều khiển xe máy mang nhãn hiệu Honda, loại xe Wayblade, màu đỏ đen, đời 2023 hoặc 2024, không biển kiểm soát. Để giúp công tác điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm được nhanh chóng, kịp thời, Công an huyện Yhleu đề nghị quần chúng nhân dân khi phát hiện các đối tượng có đặc điểm như trên thì bắt giữ, hoặc thông báo ngay cho Công an huyện Yhleu theo số điện thoại 0262 3777 120 hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết.